hay bọn mình chỉ bên đó dân nghệ tại chà bà rằm nơi khang khai ở cổng bông chân năng cứ bẻ bọn tình năng bắt là mơ nơi sát rồi bằng lưu bay mông chàng cơ cơ kê nơi sổ cổng bông trọng lát cứ mình trái ở chùa lập hôn mình chạy bằng cạp chà cứ bắt là mơ nơi sát cả đã rồi bằng lưu bay mông rồi rồi cần lái đã chập trái nơi không được đời mình miên cả nơi sát chà cứ được đời bằng nơi sát thôi sẽ cảm ập hiệp chương bị khai mọc hỡi giang rồi luôn nơi không bằng tam phong môi chùm nuôn nơi không khôm ẩm bờ ទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរីគុណថាសមត្ថកិច្ចជលផលបិទភ្នែកស៊ីលុយពីពួកជនល្មើសមិនធ្វើការបង្ក្រាបឡើយដែលមានការក្តៅក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបើកកណ្ដូតឆ្លងកាត់របាំងកន្លែងនោះត្រូវបានពួកជនល្មើសជេរប្រមាថរកកັບសម្លាប់ពួកគាត់ព្រោះតែគេខ្លាចខូចដាច់ដាយចោចាគឺពួកគេខ្លាចដាច់នៅ ដាច់នៅរបាំងឌូស្បៃមុងពួកគេហើយដែលមើលឃើញនៅភាពអសកម្មពុករលួយនិងខុបខិតរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងសង្កាត់នេសាទកំពង់ត្រឡាចជាងពីខែមិនប្រមបង្ក្រាបនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋចាគឺម្នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនទិញប្រេងសាំងចាក់កណូតចាដឹកក្រុមអ្នកព័ត៌មានមួយក្រុមទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងថតយករូបភាពនោះតែម្ដងចាហើយបាត់ល្មើសទាំងនោះគឺ ចាគឺដើម្បីថតយករនៅរូបភាពចាបាត់ល្មើសទាំងនោះមកធ្វើការចុះផ្សាយឲ្យថ្នាក់លើបានជ្រាបក៏ដូចជាបកនៅមុខមាត់ជនល្មើសនិងស្បែកមុខមន្ត្រីជលផលអសកម្មពុករលួយក្បត់មួយចំនួនចាគឺក្បត់នៅទូនាទីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនចានេះគឺអ្វីដែលយើងឃើញថា ជាប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់នោះណាគាត់សមាជិកជនហើយថាវិការរបស់គាត់នៅក្នុងការដឹកក្រុមអ្នកព័ត៌មានទៅថតតែម្ដងចាដោយសារតែគាត់ឃើញដូចជាសកម្មភាពហ្នឹងអសកម្មខ្លាំងខ្លាពេកបាទតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភូមិ4គឺភូមិខ្លាក្រហមភូមិបាក់ភ្នំភូមិវាស្បូវនិងភូមិគៀនឃ្លាំងនៅក្នុងចំណោមភូមិទាំង11របស់ឃុំអំពើទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចនៅតាមបឹងខាងលិចក្រោយភូមិគឺសង្កេតឃើញថាមានរបាំងលូស្បៃមុងនីមួយៗនោះប្
miền mọt lù muối muối miền tùm hôm bì bì tờ bay mai cọ bơ buôn rư pram có ạ chô bàn đài chắc cứ đi ở vậy đây có xùm qua chắc cọ bơ buôn rư cọ pram có ạ chô bàn đài hai và chưa bà rốt đại bàn chun chắc cứ đại bàn chun cọm nẹ xa rạp bà miền tờ nút bàn bà chạy đằng phòng đài thà nè phôm xem xe tiết nè nông khôm ông bà ta có miền rồi bằng lưu sử bay mông đôi kinh nền đá có bần tay mình sơ miền trang đôi nông nông phôm chẳng buồn khẳng lỡ tỷ rồi bằng lưu sử bay mông này mùi cứ bộ chân là mở bàn chua chiên miền chùm ninh cứ cắt đề thua chùm mọt lưu rồi có khá tiết hài thà dài dớn nơi ai khát cắt đá đòi chùm này bạ thua mùi lưu nữa cứ chùm luôn bì bạch sập mơn tờ mùi liền riêng bột chùm mùi nâng rộp băng rộp rồi mạch khá tiết nữa cứ nâng nâng mùi rộp băng nữa cứ kê trời chùm này bạ bì bì tờ bầy liền riêng cà thơ rộp băng cứ kê bàn riêng sập bài mông nâng rộp rồi mạch bằng cọp chương nâng nâng bạch đấy hai tờ bàn đã lưu sập bài mông thông thông nâng bầy chạp dọc trây cực rộp hết bàn mùi thang nâng cứ rộp rồi kì lỗ nâng bầy đã trây bề khá nó cứ miền đó tớ rộp tao này nọ hãy đi hai tớ bàn chỉ chôn là mơ cái hiên bằng ai mình trai chôn là pháp bộ rồi lùi nâng nông một đợt bật này sát nó cứ bị hạt sắp mơ tớ mới liên riêng tớ tạm rộp bằng tôi rồi có thông bàn tay mình trai chôn là pháp mình thử nhiên lái bề đài mê bình chia ca mê bình chia cho ai chắp cứ trời ta chắp hời cho bề khá cầm lăng chùm rõ cho chắp trời bàn kê lùi bạp ở chôn là mơ ao sài rồi băng lưu bài mông tụm lẹ bằng cặp nước nông tắc đôi mình ao này nam mưa khơi lại cho nên cứ bao dương tự tam bị chia bờ hoạt chắc cứ xong mình chân chúa cứ quạt bàn là prap cầm để sa đập bờ miến để lược làng bài đi chấm này cái tray để nơi nông đầm bàn để bộ kê rồi bàn nước khơi thà cứ chia bờ hết con tray tối tối để kê đặc dụng từ lụa nơi spin mỏ prong bờ tôi sọc mặt thiệt hạt cầm bông chăm nâng hạt cầm đá hãy mua chúng luôn tiết cứ lụa một nông nông hạt cầm bông chăm đầm bờ dọc thua chia chấm này tray đào hãy kê sự kết khơi thanh tam bản đá sọc mua chúng luôn tam đồng tiền lấy được nông hạt cầm bông chăm còn miền đại chân châm tray chợ đào tam bay nâng tam sa chỉ tràn phong đá đại cầm miền ca tục
ណាមួយចាគឺទប់ស្កាត់ណាមួយពីសមត្ថកិច្ចជលផលឡើយហើយលោកកឹមហេងដែលជានាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ត្រឡាចដែលទទួលខុសត្រូវបង្ក្រាបបទល្មើសនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននិយាយបំភ្លឺកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរថាលោកគឺបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបទល្មើសនៅចំណុចខាងលើនេះមែនក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសទាំងនោះគឺពួកលោកធ្លាប់បានបង្ក្រាបជាច្រើនលើករួចមកហើយគឺបង្ក្រាបខាងមុខកើតខាងក្រោយមិនចេះអស់នោះឡើយលោកសេងប៊ុនឈឿននាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកទទួលស្គាល់ថាបាត់ល្មើសទាំងអស់ខាងលើនេះគឺពិតជាមានដូច្នេះមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់លោកបានចូលបង្ក្រាបជាញឹកញាប់មកហើយគឺបង្ក្រាបបានថ្ងៃនេះកើតវិញថ្ងៃស្អែកដូចវេចោតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចលោកនឹងខិតខំចូលបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមិនឲ្យចុះចាញ់ពួកជលល្មើសឡើយចំណែកឯការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោតាមបែនិងតាមស្រះវិញនោះគឺពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយយោបល់ចាគឺសំទោសគឺលោកបានឆ្លងយោបល់ថ្នាក់លើនិងលោកប្រតិភិអញ្ញាខែរួចហើយខាងមុខនេះគឺសមត្ថកិច្ចរបស់លោកនឹងធ្វើការបោះសម្អាតចាក់លែងនិងដួសពីស្រះលែងទៅវិញឲ្យអស់ហើយចំពោះការចោទថាកូនចៅរបស់លោកស៊ីលុយពីជនល្មើសមិនព្រមបង្ក្រាបនោះលោកសូមឲ្យគេផ្ដល់នូវភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកនឹងចាត់ការមន្ត្រីទាំងនោះទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនទុកឲ្យខូចពូជមន្ត្រីជលផលខាត់ឡើយចានេះគឺជាអ្វីដែលចាគឺមន្ត្រីជលផលនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអះអាងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរបបរបស់ខ្លួនថាមានការខុបខិតឬក៏មានការបិទភ្នែកចាគឺមិនបានបង្ក្រាបនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យមានការបង្ក្រាបដែរអាចមានការឆក់ល្វែងមួយចំនួនដោយសារតែបង្ក្រាបហើយគាត់មើលត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពុករលួយនោះលោកសូមឲ្យបង្ហាញនៅភស្តុតាង